Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn cùng chia sẻ với tất cả quý vị khán giả về câu chuyện liên quan tới bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành trong thời gian qua dẫn tới tử vong. Thì hôm nay Phương Văn có những cái chia sẻ ý kiến riêng của mình, ắt hẳn đây là một cái tâm trạng chung của tất cả mọi người, cũng như là chị em phụ nữ chúng ta, tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam cũng như là cả thế giới khi mà nghe được câu chuyện này họ hết sức là đau lòng về cái vấn đề mà những người trong cuộc, những người đàn ông đi ngoại tình thì muôn đời bạo biện cho bản thân mình. Đàn ông ngoại tình là chuyện khó mà có thể là dung thứ được quý vị khán giả. Những người đàn ông này trước đây họ là một người đàn ông tốt và hết mực yêu thương gia đình, tuy nhiên đâu đó thì xuất hiện một người thứ ba, họ là chấp nhận tan vỡ gia đình và họ có nhiều lý do biện hộ cho mình, như là nhiều điều cô vợ không tốt, cô vợ hay dối trá, cô vợ hay là chống trả, cô ta hay cãi vã, hay là có vấn đề khúc mắc về tài chính, cô ta keo kiệt, ích kỷ, đối xử bên nội, bên ngoại đều không tốt. Và ngoại hình thì xồ xề, nói chung là khi mà đàn ông ngoại tình rồi, họ có 1001 lý do để đưa ra, để chia tay và nói đủ thứ trên trời dưới đất là vợ mình không đủ tốt để duy trì cuộc sống hôn nhân đó. Thì lúc này cái người đàn ông đó quý vị khán giả là họ sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con, bỏ lại mái ấm gia đình của mình mà trước đây đã từng thương yêu, mình từng vun đắp, để chạy theo một người tình mới. Lý do khi mà hết yêu rồi thì nói bây giờ là không còn yêu thương nữa, cũng như là cạn cái tình cạn nghĩa và không còn yêu vợ nữa. Thì chúng ta thấy là mặc dù là trước đây là một mực yêu thương vợ mình, nhưng mà khi mà xây dựng gia đình rồi, có vợ có con rồi, một mái ấm gia đình hết sức là êm ấm, giống như là ông Nguyễn Kim Trung Thái nè quý vị khán giả, với dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Thì theo nhận xét của gia đình thì ông Nguyễn Kim Trung Thái này trước đây là một người đàn ông hết sức là chuẩn mực của gia đình, yêu thương vợ con, làm kinh tế khá giả, ai cũng tốt nghiệp đại học hết quý vị khán giả, và một người hết mực là yêu thương, coi như là một người đàn ông chuẩn trong gia đình đó quý vị khán giả. Nhưng khi mà có một cái ý tưởng ngoại tình và khi gặp Nguyễn Võ Quỳnh Trang này, quý vị khán giả thấy là bỏ mặc gia đình, con cái bất chấp, là nói đủ thứ trên trời dưới đất là vợ không tốt. Kính thưa quý vị khán giả, ông Nguyễn Kim Trung Thái đây là một cái trường hợp điển hình trong xã hội Việt Nam, cũng như là nhiều người đang trong cái tình cảnh mà đi ngoại tình bỏ lại vợ con đó quý vị khán giả. Hầu như các ông này đều có những cái suy nghĩ, có những cái ý tưởng và có những cái lời mà 1001 lý do đều như là như nhau, giống nhau quý vị khán giả. Khi Phương Văn chia sẻ cái này, nếu có đụng chạm tới những người đàn ông nào thì chúng ta hãy nhìn nhận lại đó là thật sự, và đây là những người mà cần loại bỏ khỏi xã hội này. Những con người đàn ông mà phản bội vợ con rồi đó quý vị khán giả, luôn lúc nào cũng bạo biện mạnh miệng với mình á, với mọi người là tuyên bố tôi bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ con. Tuy rằng cái câu nói đó nói thì nói được đó, thì nếu mà thương con thì không bao giờ bỏ vợ quý vị khán giả, biện minh cho cái bản thân mình thôi đó. Không có nhận ra là cái người chồng mình là cái người chồng tồi tệ hoặc là một người cha tệ, mà luôn lúc nào tôi đó không bao giờ bỏ con tôi đó. Mà bây giờ ví dụ như bây giờ ông Nguyễn Kim Trung Thái quý vị khán giả thấy sống với vợ đã từng yêu thương nhau, từng lấy nhau, có gái có trai đầy đủ, gia đình sống chuẩn mực hạnh phúc mà mọi người hàng xóm xung quanh đều rất là ngưỡng mộ gia đình này, gia đình có trí thức đàng hoàng quý vị khán giả đó. Khi mà cái con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này là cái con vợ bờ hờ, vợ bé, con bồ nhí, nó xuất hiện nó làm cho tan nát gia đình, mà ông Nguyễn Kim Trung Thái này si mê cho tới rũ bỏ gia đình. Xin lỗi quý vị khán giả, trong xã hội này rất là nhiều người đàn ông giống như ông Nguyễn Kim Trung Thái, chứ không khác gì, khi mà ngoại tình rồi biện minh đủ lý do để là
xa lắm vợ con mình, và đồng thời đến một ngày muốn rời khỏi mái ấm gia đình của mình để đi sống với con bồ. Tới ngày hôm nay thì tất cả quý vị khán giả thấy là ông Nguyễn Kim Trung Thái, là dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, là một trong những người mà điển hình để cho các ông đã từng phản bội vợ con đi theo người tình. Thế rồi là một ngày sẽ ngậm đắng nuốt cay mà không thể nào làm gì được. Quý vị khán giả thấy bây giờ ông Nguyễn Kim Trung Thái không? Luôn lúc nào bảo vệ cho người tình, đến nỗi mà trong 4 tiếng đồng hồ chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang con dì ghẻ đánh đập con mình đến nỗi mà chết chào cơm chào cháo ra như vậy, là Nguyễn Kim Trung Thái là một người chồng là quá tồi tệ, thuộc về cái con không phải là con người nữa, thú đổi lớp người, hai con người này nè. Nhưng mà những người đàn ông mà đi ngoại tình rồi là hầu như rơi vào cái trường hợp này rất là nhiều, luôn lúc nào cũng binh vực người tình. Quý vị khán giả thấy rõ ràng không, trong 4 tiếng đồng hồ camera đã quay lại mà ông Nguyễn Kim Trung Thái này thấy con mình đã chết như vậy đó, mà không đó, mà không bảo vệ con mình mà lo bảo vệ con bồ nhí, con vợ bé đó, bắt đầu xóa dữ liệu trong camera đó. Sau khi cảnh sát công an điều tra thì ông Nguyễn Kim Trung Thái này đã xóa những cái hình ảnh ở trong đó để cho nhằm chạy tội cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Quý vị khán giả, nó không bảo vệ con mình, thật sự là nếu mà thương yêu con mình là không đến nỗi vậy. Nhưng mà tại vì những gã đàn ông mà đội con tiểu tam trên đầu thì chỉ có ngu muội như thế này thôi. Thực sự ra mà nói, khi mà người đàn ông ngoại tình rồi họ bất chấp, quý vị khán giả, nếu mà thương thì cứ hãy nghĩ lại đi, xưa kia mình đã từng yêu thương khoảnh khắc chào đời hạnh phúc biết chừng nào, vợ mình chịu cực chịu khổ chịu khó là vun đắp cho mái ấm gia đình của mình. Khi mà nghĩ đến cái sự chia ly của đứa trẻ bên này hoặc là bên kia đều là chống váng thiếu hụt, ví dụ như ở mẹ thì thiếu cha mà ở cha thì thiếu mẹ. Nhà của ông Thái này có 2 đứa con, thấy đầy đủ không? Mà chia rẽ như vậy thì đứa anh nó cũng nhớ đứa em, và đứa em thì cũng nhớ đứa anh. Đó, nói chung là con mà khi chia rẽ thì nó rất là nhớ nhau, thì cha mẹ lại nhớ con. Và ông Nguyễn Kim Trung Thái này thì ổng đi ngoại tình rồi, ổng ở với con bồ nhí rồi mà ổng mang thêm đứa con, thêm nói là mạnh miệng tôi không bỏ con tôi. Và ổng coi người tình giống như là trên đầu ổng vậy. Cho nên là suốt thời gian mà mấy năm trời ở do Nguyễn Kim Trung Thái, ổng không hề bảo vệ con gái mình mà không biết là con nó chia sẻ cùng với ai. Như vậy thì cái những người ngoại tình thực có nhiều người, người ta rất là khôn, coi ngoại tình chỉ là một cuộc vui, một cuộc qua đường thôi, vợ con không bao giờ có ý đến bỏ nha quý vị khán giả. Tuy nhiên cũng rất nhiều người đàn ông chạy theo đắm đuối theo tình mới, ân nghĩa tình xưa đã xóa cũ, quý vị khán giả, quên hết những đứa con thơ dại ở nhà chờ bố mà nhảy chân sáo đi theo cô bồ, khi về nhà thì gây sự với vợ con, đánh con để đòi quyền tự do. Như thế là những người đàn ông đó có tốt hay không? Và khi mà có một người tình xuất hiện trong cuộc đời của anh ta thì anh ta ngay lập tức những phút giây ở bên vợ con đều là cảm thấy là bực bội, và đồng thời có những cái sự cãi vã bốc đồng để muốn rời khỏi gia đình của mình. Đó là những người đàn ông ngu muội, những người đàn ông đang chạy theo mối tình của mình. Tới ngày hôm nay thì ông Thái ổng vỡ mặt và không biết mắt mũi ổng mù hay ổng để đâu luôn rồi. Tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả thấy là luôn lúc nào cũng binh vực cái cô bồ nhí của mình là cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang đó quý vị khán giả, để cho con mình mặt chết như vậy. Tới ngày hôm nay thì ông Nguyễn Kim Trung Thái cũng như những người đàn ông đi ngoại tình bỏ vợ con mình, thấy ông Nguyễn Kim Trung Thái sáng mắt ra chưa? Đó, bây giờ tòa án mà có tuyên án tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì chắc có lẽ là không thoát khỏi đâu quý vị khán giả. Thì ông Nguyễn Kim Trung Thái này đau đớn gục ngã. Đó, còn trong khi đó con mình chết dưới tay bạo hành của mụ dì ghẻ này thì ông Nguyễn Trung Thái lại binh vực. Thấy là có cuộc đời thật sự là nó bất công quá. Những người đàn ông này phải là có phản bội vợ con, phải là trừng trị thích đáng quý vị ơi. Thứ nhất là luật nhân quả, thứ hai là luật pháp phải trừng trị những người đàn ông này. Quý vị khán giả thấy trong cái lúc mà tình cảnh là hết sức là cam go, là cái người đàn ông này phân vân không biết là đưa con đi đến bệnh viện trong cái lúc nguy kịch hay là sợ vào tù, mà chủ động xóa những cái dữ liệu trong camera để khỏi ghi lại những hình ảnh mà đánh con, và ủng hộ người tình dạy con bằng roi như thế này quý vị khán giả, dạy cho tới
con nhỏ nó chết luôn. Như vậy thì vừa mặt cho ông Nguyễn Kim Trung Thái chưa? Và khi mà cái điều mà cộng đồng mạng mọi người lên án nhận nuôi đứa trẻ nhưng mà ngăn không cho mẹ được gặp, không gặp em và không cho mang về, và những cái vết bầm tím trong suốt thời gian dài đó là con bé đó không dám nói với ai, chính vì mẹ không có tiếp cận, không có gần gũi được, và ổng cấm, ổng đâu có cho cái người giúp việc mà cho nhờ mẹ nhờ cho mấy lần thì ổng cũng cấm, ổng không cho, và cuối cùng ổng đuổi cái người giúp việc luôn, quý vị khán giả. Như vậy thì con bé nó hiện tại bây giờ nó chết tức tưởi chính trong ngôi nhà của mình, chính trong cái bàn tay của con bồ nhí của mình, và chính mình đã chứng kiến cái hơi thở con mình nó tìm, nó liệm tắt dần và đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay. Đó. Như vậy là ba mà nuôi con, dạy dỗ con mà để cho mẹ kế phải là dạy dỗ con bằng như những cái bạo hành như vậy, đánh con cho tới chết. Như vậy người cha không biết bảo vệ con mình mà còn luôn lúc nào cũng bảo vệ người tình. Như vậy một con người này là thú đổi lớp người. Và trong xã hội này cũng không ít những người đàn ông mà chạy theo kẻ thứ ba, đó, bỏ vợ con mình. Đó là những người đàn ông này là rồi là cũng phải là đắng cay, thưa quý vị khán giả. Và những người đàn ông đi ngoại tình là có nhiều lý do để ly hôn. Ngoại tình là tội lỗi nhất, nặng nhất, quý vị khán giả. Dù cho biện hộ thế nào đi nữa thì những gã đàn ông mà phản bội đã tự làm xấu hình tượng của mình và người cha trong mắt con mình. Chính là những người này là hung thủ giết chết một cái gia đình của mình, nơi mà cho con có mái ấm gia đình nguyên vẹn lớn lên và trưởng thành, thì chính người cha đi ngoại tình sẽ là giết chết cái gia đình của mình và làm cho là con cái mình hết sức là đau khổ. Tuy nhiên họ là khi mà vào cuộc rồi họ không còn biết trời chăng gì nữa, quý vị khán giả ơi. Luôn lúc nào biện hộ cho bản thân mình là vợ xấu, rồi con vợ không ra gì, thì ở với con vợ không được, hết tình cảm, hết yêu thương. Đó, dù cho hoàn cảnh nào đi nữa, khi mà người chồng phản bội là không thể nào chấp nhận được. Người mẹ đáng thương vô cùng khi mà bị chồng phụ bạc, khi con cái phải chia ly, và đặc biệt là cái việc mà người mẹ của Vân An đó, một năm không được gặp con, và khi mà nghe hung tin con mình đã tử vong, thực sự quá đau đớn, quý vị khán giả. Có lẽ là người trong cuộc mới biết như thế nào, tại sao phải đứt ruột để con gái ở lại với ba nó. Và cái người ba này cũng không ra gì, trước đây xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng mà kết cục rồi rất là tang thương, để cho đứa trẻ phải sống chung, phải sống với một người cha ngoại tình đó, thì xảy ra nhiều điều phải nó oan ức cho mẹ. Vì vậy thì chúng ta thấy là khi mà một người đàn ông ngoại tình thì chúng ta có nên giao con mình cho người đàn ông ngoại tình với dì ghẻ hay không, quý vị khán giả? Đây là một câu hỏi lớn trong cộng đồng mạng và tất cả mọi người. Liệu cái người đàn ông ngoại tình họ có thương yêu con mình hay là họ đội con tiểu tam lên đầu để rồi câu chuyện xảy ra ngày hôm nay, giống như là ông Nguyễn Kim Trung Thái vào vì người tình của mình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang đó, quý vị khán giả. Và nhiều người cũng ý kiến cho rằng là nếu mà thương con cái thì anh ta phải là hành xử khác, không dễ dàng quyết định từ bỏ gia đình một cách không thương tiếc mà không nghĩ hậu quả về sau. Đó, nếu thương con anh ta thì không ngoại tình, và tất yếu là lúc mà lên giường cùng một người lạ thì anh phải hiểu hôn nhân của mình đang được đặt cược đó, quý vị khán giả. Nếu mà thương con, thương vợ thì là một người cha mẫu mực ngay từ lúc gia đình còn êm ấm, biết bẻ lái thì nó sẽ là trở lại một cái quỹ đạo khác khi mà chúng ta bị lệch hướng. Nhưng mà khi mà vướng phải một cái con người kẻ thứ ba nào mà nó vô tâm vô can, nó đã biết mình có gia đình, có vợ có con mà nó vô để phá hoại hạnh phúc gia đình của mình, liệu mình tôn sùng cái con người như vậy, cái con mà bồ nhí lên đầu của mình như vậy, đến lúc mà mình ngu muội để mình là mình quay lưng quảnh mặt đối với vợ con mình, bỏ lại sau lưng những gì hết sức là đau khổ nhất. Khi quý vị khán giả cũng biết là khi mà ông Nguyễn Kim Trung Thái thì có tất cả, có nhà, vợ, có đứa trai, đứa gái và tài chính gia đình cũng ổn, nhưng mà ông Nguyễn Kim Trung Thái này cũng như những người đàn ông ngoại tình là không vượt qua nỗi cám dỗ và lỡ xa chân, sảy bước vào cái con đường tình ái và không biết quay về đâu, không biết ở đâu là bờ. Và có thể là
cũng hiểu là thương con mình, nhưng mà trong cái lúc mà ở với con mụ về ghẻ rồi, cái thằng cha nào cũng nói tài chứ, thằng cha nào cũng nói hay hết trơn á, nhưng mà khi vướng vào đi ngoại tình rồi, cái thằng cha nào cũng ngu. Tôi nói thiệt, ví dụ như tôi nói đây là có đụng chạm tới những cái thằng cha nào mà đi ngoại tình, cái thằng nào cũng ngu hết trơn quý vị khán giả. Nếu như không ngu thì không đi ngoại tình, mà đi ngoại tình thì không bỏ vợ con mình, bỏ lại tất cả sau lưng những gì đau khổ nhất cho vợ con gia đình, chạy theo một người tình. Mà quý vị khán giả thấy ngày hôm nay là tất cả những người đàn ông xin mời, tất cả những người mà ngoại tình nó bỏ lại vợ con đó, hãy vô đây mà xem video này và xem cái trường hợp của Nguyễn Kim Trung Thái. Tới ngày hôm nay thấy vỡ mặt chưa? Đó, bỏ gia đình đi theo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, con bồ nhí. Mà ai ngờ đâu con bồ nhí Nguyễn Võ Quỳnh Trang này nó sống chung với Nguyễn Kim Trung Thái, mà sau đó nó có một cái người tình nữa. Cuối cùng thì là sau khi điều tra thì đã bắt người tình của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, quý vị khán giả thấy chưa? Đó, thì thử hỏi các ông Nguyễn Kim Trung Thái, ông nói ông khôn, khôn chỗ nào? Kính thưa quý vị khán giả, hỏi các anh những người đàn ông đi ngoại tình, các anh khôn chỗ nào? Bỏ lại vợ con hết sức là đau khổ, chạy theo người tình, để rồi là đội nó lên đầu và tân bốc nó, cho tới là khi nó đánh con mình chết mà vẫn bảo vệ nó để xóa dữ liệu nhằm thoát tội, trong khi đó con mình đã chết mà không biết bảo vệ đó. Và những người đàn ông chạy theo những mối tình khác, không con vợ bé, con bồ nhí nó không bao giờ nó nuôi con mình nha quý vị khán giả, mà các ông vẫn tân tiêu, vẫn đội trên đầu, còn bỏ lại con vợ của mình đó, ngày đêm cực khổ vất vả lo cho con mình, mà mình còn thù ghét, mình còn oán hận, mà trong khi đó mình đội cái con là kẻ tiểu tam, đội cái con người đàn bà không ra gì lên đầu, thì mình cho đó là một cái tình yêu, một con người mình yêu thương đó. Mấy ông ơi, thật sự mấy ông khi vướng vào đây là mấy ông ngu muội dữ lắm. Xin lỗi quý đàn ông nha, những con người mà đi ngoại tình mà quên bỏ vợ con của mình, chạy theo một mối tình như vậy, thật sự mấy ông là không xứng đáng sống trong xã hội này nữa. Hãy đi một cái nơi thật xa, đi xuống Diêm Vương mà sống. Trước sau gì luật nhân quả nó cũng là có cái luật nhân quả sẽ báo cho ông. Rồi đồng thời là luật pháp cũng không bao giờ mà dung thứ cho những con người gây ra tội lỗi giống như ông Nguyễn Kim Trung Thái. Và tất cả những người đàn ông cùng một cái hoàn cảnh giống như Nguyễn Kim Trung Thái, từng bỏ vợ con, phản biện đủ mọi điều để bỏ mặc vợ con, đây là nỗi đau thực sự của những người mẹ, của những người trong gia đình, những đứa con và người vợ của mình hết sức là đau khổ khi cả đời này không thể nào nguôi ngoai được. Và nhiều khán giả cũng bình luận chỉ là một điều suy nghĩ chung cho tất cả chúng ta, chứng minh của một ông chồng phụ tình, các anh là dù là một làm cha mẫu mực thế nào, tự biện hộ cho mình như thế nào, các anh cũng là điều một chữ tệ giống như nhau. Vì vậy phụ nữ có cân nhắc khi mà có nên giao con cho người bố ngoại tình hay không, thì chúng ta chắc có lẽ là qua câu chuyện của Nguyễn Kim Trung Thái này, người đàn ông mà là ngoại tình thì không bao giờ mà chăm sóc được cho con cái mình, chỉ là theo người tình đội trên đầu và không chăm sóc được con mình. Cho nên là khi mà rơi vào hoàn cảnh đó thì các chị em chúng ta hãy chịu cực, chịu khổ nuôi con, và đừng nên giao con mình cho những gã đàn ông tồi tệ khi mà bỏ lại vợ con, bỏ gia đình đi ngoại tình để nuôi con vợ bé, thì một người đàn ông đó không bao giờ nuôi được đứa con của mình, chỉ là biện hộ cho bản thân mình giống như ông Nguyễn Kim Trung Thái ngày hôm nay quý vị khán giả. Tuy nhiên chúng ta cũng công nhận rằng là sau khi ly hôn có những người cha rất là tuyệt vời, nhưng người cha đó không rơi vào cái trường hợp ngoại tình như quý vị khán giả. Có nhiều phụ nữ cũng lại đi ngoại tình, đi bỏ lại sau lưng mình chồng và con. Tuy nhiên thì người cha nuôi con, chăm sóc con, người cha ấy cũng là một người rất là tuyệt vời. Ở đây là chỉ nói riêng những người đàn ông đi ngoại tình thôi nha quý vị khán giả. Chứ ở đây thì chúng ta cũng thấy trong xã hội này rất nhiều người đàn ông tốt, họ rất là tốt, họ rất là tuyệt vời, họ chăm sóc cho con mình rất là chu đáo, và cái nỗi đau của họ khi mà họ mất mát một gia đình thì đâu đó lắng sâu vào trong tâm hồn của họ, và họ cũng không thể nào là bước thêm một bước nữa, rồi có những cái nỗi niềm ưu tư trong lòng của họ mà dày xéo mà họ không thể vượt qua được.
và họ vẫn muốn ở dậy cô đơn và họ chăm sóc cho con cái mình. Quý vị khán giả thấy là Phương Văn chỉ chia sẻ những cái trường hợp mà những người đàn ông ngoại tình. Tất cả các ông dù cho biện hộ bằng cách nào, nhưng các ông cũng chung một chữ, đó là tệ như nhau. Nhiều khán giả cũng bình luận là đối với những gã đàn ông mà phụ tình, kẻ đã quyết định dứt áo từ bỏ gia đình ấm êm của mình để chạy theo một ả tiểu tam, thì mái nhà con chung sống như là một cái gọi là sao ta, như là một cái mái nhà bị dột nóc rồi đó quý vị khán giả, bởi sự kết hợp của một người cha tồi tệ với một người mẹ kế trơ trẽn, thì liệu hỏi làm sao nuôi được con mình quý vị khán giả. Qua các câu chuyện của bé 8 tuổi thì chúng ta cũng nên xem xét lại tất cả những người mẹ đáng thương trong cái cuộc tình mà gian dở, và trong cái hoàn cảnh thương tâm khi mà người cha dứt áo ra đi, không có thể nào kéo níu được. Quý vị khán giả thấy là những người trong cuộc và người thân của mẹ của bé Vân An cũng đã từng chia sẻ, không phải là người phụ nữ giỏi giang mà không bị phụ tình. Mẹ của bé Vân An học hành rất là giỏi, tốt nghiệp đại học làm một công ty có tài chính vững chắc và một cái gia đình êm ấm, có trai có gái. Nhưng mà khi ông Nguyễn Kim Trung Thái, một người chồng phụ tình rồi, mặc dù cho mẹ bé Vân An đã cố níu kéo nhưng mà không thành. Ông Nguyễn Kim Trung Thái này si mê cái cô Trang này, quen qua một người tình ở một cái công ty truyền thông nào đó. Nói chung là khi mà quen biết như vậy thì cái cô người tình này cũng biết ông Nguyễn Kim Trung Thái đã có vợ có con. Quý vị khán giả thấy là người phụ nữ trong cuộc, mặc dù là khi biết chồng mình ngoại tình rất là đau đớn, ngày đêm ở nhà chờ đợi và lo toan, khi mà mọi thứ là đã không níu kéo được rồi, mặc dù là xù lông để muốn bảo vệ mái ấm gia đình mình, để bảo vệ những đứa con non nớt trong gia đình của mình, nhưng mà không thể. Quý vị khán giả, họ là những người đàn ông tồi tệ đã vứt áo ra đi thì không bao giờ họ nhìn lại được. Quý vị khán giả, đây là một cái câu chuyện mà rúng động trong xã hội Việt Nam. Hiện nay những gã đàn ông ngoại tình thì những người đàn ông này không bao giờ trở thành người cha tốt được quý vị khán giả, mặc cho họ là biện minh đủ thứ. Và qua đây thì xin phép Phương Văn chia sẻ về một chút về hai bậc phụ huynh của một người đàn ông, đó là Nguyễn Kim Trung Thái và bậc phụ huynh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Kính thưa quý vị khán giả, tới giờ phút này thì hai phụ huynh này cũng không còn gì mà biện hộ cho con mình nữa. Mấy hôm trước thì Phương Văn cũng định chia sẻ nhưng mà trôi qua rồi Phương Văn cũng không nói, cho nên ngày hôm nay Phương Văn xin phép nhắc lại. Bậc phụ huynh có nghĩa là bà nội của bé Vân An đó, khi mà con mình có những cái hành vi đội con tiểu tam lên đầu như vậy, làm cho gia đình mình tan vỡ như vậy, và mẹ của bé Vân An đau khổ tới cỡ nào, thì chúng ta là người phụ nữ, chúng ta cũng hiểu được cái điều đó, khi chồng ngoại tình thì đau đớn tới cỡ nào. Nhưng bà nội của bé Vân An vẫn đổ lỗi cho mẹ bé Vân An. Đó, tới ngày hôm nay thì bà cũng chứng kiến cái cảnh là cái con bồ nhí của con trai mình hành hạ cháu nội mình cho tới là tử vong, cho tới chết như vậy. Thì còn binh vực cái chỗ nào nữa? Đó, luôn lúc nào mình là mẹ nhưng mà mình đừng nên binh con trai của mình, đừng có nên binh vực những con người mà xấu xa trong xã hội này, những con người cha tồi tệ đối với đứa con gái của mình. Bây giờ là bậc phụ huynh, bà nội của bé Vân An còn binh chỗ nào nữa? Còn bên chỗ nào mà xin tha thứ hay là xin giảm nhẹ? Chắc không có đâu. Lương tâm cũng cắn rứt suốt đời. Đáng lẽ là ngay từ lúc đầu thì mình cũng là sẽ nói con trai mình, khuyên nhủ con trai mình, mặc dù là nó lớn nó ra khỏi tầm tay mình, nhưng mình cũng đừng nên đổ lỗi cho mẹ bé Vân An. Đó, mẹ là đang trong đau khổ, ai cũng muốn gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng rồi là ông Nguyễn Kim Trung Thái, ông rời bỏ khỏi gia đình, đó làm sao níu kéo được, cho nên cuối cùng phải là ly tán. Và xin gửi tới phụ huynh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, một người tình, một kẻ thứ ba, một người đàn bà đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, một người giật chồng, xin gửi phụ huynh, nếu như cô là mẹ của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì đáng lẽ ra cô phải dạy dỗ con của mình ngay từ lúc nhỏ,
dạy con gái mình phải sống làm sao có lễ, có nghĩa, có đạo đức và phải có lương tâm. Khi cô biết con gái mình là một loại người, con gái là đang tâm đi giật chồng người ta, đi phá vỡ hạnh phúc cho người ta, và không phải dừng ở ông Nguyễn Kim Trung Thái mà lan trả rất là nhiều người. Như vậy, thử hỏi là khi mà cô đẻ ra một cái đứa con gái như vậy, tới ngày hôm nay con của cô nó tàn độc như vậy, thì cô còn cái gì mà xin xỏ nữa? Cô còn muốn làm đơn để giảm tội, giảm nhẹ. Ai giảm tội cho con cô? Con cô bây giờ là có một cái loại gọi là quỷ đổi lớp người. Cô đẻ con cô ra mà cô không biết dạy con mình để cho cộng đồng mạng, xã hội cũng như là pháp luật bây giờ là muốn loại bỏ khỏi xã hội này. Là như vậy, con cô có phải xứng đáng là một con người sống trong xã hội này nữa hay không? Hay là một con quỷ đổi lớp người? Có ai mà mẹ kế, một người dì ghẻ mà đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình rồi đánh con người ta tới tàn bạo như vậy? Bây giờ hỏi cô nè, nếu như Nguyễn Võ Quỳnh Trang mà trước đây chồng cô đi ngoại tình, cô giết chồng cô ly dị như vậy, mẹ kế nó đánh con Nguyễn Võ Quỳnh Trang như vậy, cô thấy cảm nhận cô thế nào? Mình là làm cha và làm mẹ, thực sự cộng đồng nói bây giờ con Nguyễn Võ Quỳnh Trang đi làm bé người ta đó là có con nhỏ mất dạy, ba mẹ không có dạy, không có sự giáo dục của gia đình của cô đàng hoàng, cho nên con gái cô mới đi giật chồng người ta, mới đi lấy chồng người ta để làm cho gia đình của người ta tan vỡ. Trong khi đó ông Nguyễn Kim Trung Thái với vợ con người ta gia đình êm ấm, người ta có hai đứa con, mà con cô là con gái mà sao cô không dạy con mình đi lấy cái thằng nào nó đàng hoàng tử tế rồi đi cặp kè, cuối cùng có đám cưới đám hỏi gì không, dọn về nhà ở chung như vậy, mặt mày cô nở lắm hả? Đó, cô là một con người đó, chứ không phải là con thú đổi lớp người giống như con Nguyễn Võ Quỳnh Trang, con của cô. Cho nên cô phải có cái suy nghĩ lại, đáng lẽ là cô phải trốn khỏi biệt tích luôn, chứ đừng có nói cô đưa cái mặt ra để cô nói là xin giảm tội nhẹ. Giảm tội chỗ nào vậy cô? Ai tha thứ cho mà giảm tội? Bây giờ cô hỏi, hỏi cô bây giờ cô có cháu nội nè, cô có cháu ngoại nè. Đó, bây giờ một người kẻ lạ đó, một người mà đang tâm giật chồng, giật vợ đó, bây giờ đánh cháu của cô như vậy đó, nó chết trong tay như vậy, giống như con Nguyễn Võ Quỳnh Trang như vậy đó, cô có xin giảm nhẹ tội không? Mà bây giờ cô là bậc phụ huynh, cô đứng ra cô xin giảm tội, cô nói thì nói thôi, cô không biết mắc cỡ mà cô không biết giáo dục. Bởi vì người ta nói mẹ nào con nấy, cô xem lại mình đi, cô có từng đi giật chồng người ta hay không mà để con Nguyễn Võ Quỳnh Trang nó giống cô như vậy, mà giờ phút này cô còn đứng ra xin lại cho nhẹ tội. Không có pháp luật nào mà dung thứ, không có luật nhân quả nào mà tha thứ cho con của cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang hết trơn á. Và xã hội cũng không bao giờ là tha thứ nha. Chỉ có cái chết thôi. Bây giờ có tuyên án tử hình thôi. Đó. Tử hình còn chưa vừa nữa. Mà mốt cô đừng có nói cô là một cái con người mà không biết dạy con mình. Đó. Rất là nhiều người. Tôi không hiểu sao trong xã hội Việt Nam này, những bà mẹ mà để làm lơ cho con mình đi giật chồng người khác như vậy, thật sự đó, không hiểu luôn. Không biết mình là bậc phụ huynh, mình làm cha làm mẹ mà mình để làm ngơ, mình nhắm mắt, mình xuôi tay, mình để cho con mình đi giật chồng người ta, đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, đến lúc mà đánh con người ta mà chết luôn như vậy, mà còn đứng ra xin xỏ như vậy. Thật sự kính thưa quý vị khán giả, tất cả những bậc phụ huynh mà mẹ của những cái con mà tiểu tam, những cái con người thứ ba, thật sự người mẹ cũng không ra gì, cho nên mới để cho con mình đi giật chồng người ta đó quý vị khán giả, đang tâm là xé nát hạnh phúc gia đình của người ta. Thật sự nói tới đây rất là phẫn nộ quý vị khán giả ơi. Một gã đàn ông không ra gì đi ngoại tình, bỏ lại vợ con thơ của mình đi theo một con bồ nhí, một gã đàn ông không ra gì, và con mẹ vợ tương lai cũng không ra gì, cho nên không ngăn cản con mình đi giật chồng người khác, đi ngoại tình người khác. Một cái loại đàn ông này phải nói là để cho là xã hội loại bỏ khỏi xã hội, chỉ có Diêm Vương mà kêu đi xuống dưới thôi, biện hộ 1001 lý do để là nói xấu vợ con mình với bao nhiêu người khác đó. Cuối cùng thấy nhìn lại đi, ai nuôi con mình? Phải vợ mình nuôi không? Con bồ nhí, con người tình, con vợ bé nó có nuôi con mình cho đàng hoàng tử tế hay không? Đó, khi mà đã vào cuộc rồi thì bây giờ mới thấy rõ, cuối cùng phải cũng đẻ con. Đó, mình rứt bỏ cái gia đình êm ấm của mình, mình có gia đình, có vợ, có con, mình đang tâm đi ngoại tình, mình ra khỏi gia đình của mình. Đó, rồi cuối cùng mình có phải đi lấy vợ không? Mình đi lấy vợ, mình cặp
cái con là bồ nhí đó, cuối cùng đẻ con rồi cuối cùng mình cũng phải nuôi, có phải lặp lại gia đình không? Nhưng mà cái con bồ nhí có bao giờ nó quay lại nó nuôi con mình hay không? Nó có đi làm ăn kinh tế gì không? Nó có lo phụ với mình hay không? Hay là mình cấm đầu, cấm mặt, cấm mũi vô đó mình để mình lo cho nó suốt cả đời? Nhưng mà bây giờ các ông vào cái tình thế đó, các ông dở khóc dở cười, sĩ diện cho những người đàn ông mà tồi tệ, quý vị khán giả. Ông sĩ diện lắm. Sĩ diện là sao? Bây giờ là như vậy là lấy bỏ con vợ mình đi ở với con bồ nhí không ra gì, mà cuối cùng thì mình nuôi cả đời mình cũng không dám hé răng. Nó cư xử với gia đình, với em út của mình, gia đình bên mình, với con mình cũng không ra gì, nhưng mà không dám nói một lời, không dám cãi một lời, không dám bỏ, quý vị khán giả. Nói thì mạnh miệng đó, sống không được một ngày tao bỏ, ba ngày tao bỏ, con người không ra gì là tao bỏ. Nhưng mà cuối cùng gặp cái con bồ nhí không ra gì mà không dám bỏ, quý vị khán giả. Đó là trong xã hội này nhiều cái bất công mà để cho những người đàn ông, những gã ngoại tình, những gã si mê ngu muội như vậy trả giá rất đắt, quý vị khán giả. Trả giá rất đắt như ông Nguyễn Kim Trung Thái và tất cả các anh thanh niên và những người đàn ông hiện tại đang trong cái ngoại tình như vậy rồi, hãy thấy cái giá phải trả cho cuộc đời của mình hết sức là đắng cay. Thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ cái đề tài nói về người phụ nữ đau khổ khi mà bị người đàn ông ngoại tình, chắc có lẽ trong chúng ta không ai mà không căm phẫn được, quý vị khán giả. Nhưng mà thôi, thì chúng ta hãy lên án mạnh mẽ những người đàn ông này. Nếu như họ là một người đàn ông mà tồi tệ như thế kia, thì liệu họ có xứng đáng làm chồng hay không? Và chúng ta hãy nên bảo vệ con mình, chứ không để con mình đi theo gã đàn ông ngoại tình, ngu si, khờ dại. Và phải nói là họ không còn tỉnh táo để bảo vệ con mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Nếu Phương Văn chia sẻ những cái cảm nghĩ bức xúc của mình mà có va chạm tới ai thì mong mọi người hãy bỏ qua. Và Phương Văn chỉ nói theo cái cảm nghĩ của mình. Còn ý kiến của quý vị khán giả thì xin mời mọi người hãy bình luận phía bên dưới. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.